B-School, học để làm chủ tri thức. Hi guys, cô chào tất cả các em. Ngày hôm nay thì cô sẽ dành ra một vài phút để giới thiệu cho các em khóa Beeline IBM 2021. phần đầu tiên thì cô sẽ nói về đối tượng khóa học để các bạn xem là mình có thực sự phù hợp với khóa này hay không. Tiếp theo thì cô sẽ nói về nội dung của từng khóa và chúng ta sẽ học những cái gì và phần thứ ba đó chính là điểm khác biệt của khóa học tại sao các bạn lại cần tham gia cái khóa học này nó nó đem lại cho mình những cái gì và cuối cùng thì cô sẽ dành thời gian để giúp các bạn giải đáp các cái thắc mắc Alright, so let's start. Về đối tượng của khóa học khóa Bly IBM 2021 dành cho học sinh uh, theo khối có môn thi là môn tiếng Anh uh, có thể là mọi khối A 1 khối D khối D07 có nghĩa là cứ liên quan đến tiếng Anh đúng không ạ và học sinh ở đây có thể là 2K3 hoặc những các bạn 2K4, 2K5 mà muốn xuất phát sớm Vì các em cũng biết là tiếng Anh ấy không phải là cứ học theo lớp đúng không? Mà học theo gì ạ? Học theo level, nghĩa là học theo cấp độ Có thể là những bạn lớp 8, lớp 9 hoặc thậm chí là lớp 10, lớp 11 Mà mình cảm thấy cái trình độ của mình nó khá Đó mình muốn học nâng cao hơn thì các em hoàn toàn có thể tham khảo cái khóa học này của cô Uh, và đối tượng khóa học ở đây cũng có thể là dành cho những cái bạn mất gốc muốn lấy lại căn bản và bất uh, tốc điểm số. Tại sao lại như vậy? Tại vì khóa học của cô rất đa dạng, có nghĩa là cái lượng bài tập này, video khóa học và uh, cái lộ trình ấy nó rất là bài bản dành cho những bạn mà từ bức, mất gốc đấy để đạt cái điểm số cao nhất trong bài thi Trung học thông quốc gia các em nhé. Và những cái bạn học sinh có mục tiêu 8 9 10 môn tiếng Anh và học sinh yêu thích môn tiếng Anh chắc chắn rồi, đúng không? nhiều khi mình bảo em học kém lắm nhưng mà em chỉ thích học tiếng Anh thôi thì có được không? Thì các bạn cũng có thể là tham gia học thử nếu mình cảm thấy là mình tiếp thu tốt, mình theo được cái lộ trình của cô thì các em cũng có thể là đăng ký những cái khóa học này. Tiếp theo chúng ta sang phần tổng quan và nội dung khóa học. Thì khóa học BIBM 2021 này nó sẽ bao gồm các khóa sau. Thứ nhất đó là khóa luyện thi BLI, like đây là tên. À, khóa tổng ôn và khóa luyện đề thì cái khóa quan trọng nhất, cái khóa nền tảng nhất đó chính là khóa luyện thi hay mình gọi là BI. thì với tiếng anh nhá, với tiếng anh ấy thì cái khóa luyện thi này lại được tách thành làm hai khóa. nghĩa là các bạn đăng ký cả khóa đó thì đã bao gồm hết tất cả các khóa rồi. nhưng mà bây giờ, các em nhìn vào cái khóa luyện thi này nó sẽ bao gồm hai khóa lớn. nghĩa là cái, cái, cái lượng kiến thức nó vô cùng nhiều. đó chính là khóa làm chủ ngữ pháp và khóa từ vựng đọc hiểu. Đó, thì đây chính là hai cái dạng kiến thức mà bao quát hết cả cái bài thi trung học thông quốc gia môn tiếng Anh rồi các em ạ. Đó, thì hai khóa này, đây chính là cái khóa nền tảng. Các em nhớ chưa? Khóa nền tảng. Thì với khóa làm chủ ngữ pháp, thì các bạn thấy là những câu hỏi ngữ pháp trong bài thi ấy, chiếm 20 năm trên tổng số 50 câu. Nhiều bạn thì khá là tự tin về cái kiến thức ngữ pháp của mình thì cho rằng em chỉ cần học từ vựng đọc hiểu không hiểu thôi ấy nhưng mà khi các bạn vào khóa của cô rồi thì các em thấy để học và hiểu sâu thì nó không dễ dàng như cái cách mà chúng ta uh, theo kiểu là chỉ viên biết đâu nghĩa là khóa của cô dạy rất là sâu từ cơ bản đến nâng cao nhưng mà phải hiểu rất là sâu để được phun điểm trong những bài test ngữ pháp của cô rất là khó nghĩa là nó sẽ theo cấp độ là uh, dễ trung bình khó tăng dần nhưng mà để phun điểm thì rất là khó vì các bạn phải hiểu rất là sâu thì khóa học sẽ bao gồm 25 năm buổi livestream 40 video lý thuyết Đây cũng chính là một cái điểm mà khác biệt của khoa học đó, thông thường các bạn học livestream này chỉ có livestream chữa bài tập thôi đúng không? Nhưng mà nhiều bạn học không được tốt cho lắm, chúng ta đọc sách, chúng ta không đọc tài liệu mình không thể hiểu được thì cần phải có những cái video bài giảng lý thuyết. Đấy thì trong khóa học của cô đây chính là một cái điểm khác biệt, nghĩa là cô đã quay sẵn những cái video lý thuyết rồi thì các bạn sẽ đọc sách này, xem video lý thuyết, sau đó chúng ta kết hợp làm bài tập và xem cô livestream chữa một giải pháp quá hoàn hảo phải không? Và khóa học thì sẽ bao gồm là 3.000 bài tập vận dụng Thực ra con số có thể là ít hơn hoặc nhiều hơn Đây chỉ là ước lượng của cô thôi Làm sao để đủ cho các bạn hiểu được Tắm chắc được kiến thức ngữ pháp Và chúng ta sẽ học kết hợp với sách 90 ngày Làm chủ ngữ pháp Để các em không phải ghi chép uh, quá nhiều Hay là chúng ta phải suốt ngày phải đi in chẳng hạn Đó uh, Thì tài liệu trong, trong khóa học ngoài sách ra này Ngoài video Còn những cái bài cô soạn riêng nghĩa là soạn mới hoàn toàn luôn chứ không phải là chúng ta chỉ học trong sách các bạn nhé đây chính là sách 90 ngày làm chủ ngữ pháp tiếng anh đây là những cái chuyên đề bài giảng những cái video bài giảng nội dung chúng ta sẽ học trong bài thì bên trái là chuyên đề ví dụ chuyên đề về danh từ chuyên đề hòa hợp chủ vị chuyên đề về tính từ thì chúng ta sẽ học về những tính từ dễ gây nhầm lẫn nghĩa là cô cũng sẽ không dạy quá lan man đâu mà mình chọc những cái gì mà trong bài nó sẽ thi thôi đó thì đây là tất cả những cái chuyên đề về ngữ pháp mình sẽ được học trong bài. À, các em muốn uh, xem chi tiết hơn thì các bạn các bạn có thể pause lại nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang uh, khóa từ vựng đọc hiểu vẫn nằm trong khóa luyện thi. Thì từ vựng đọc hiểu theo đề minh họa của bộ thì nó sẽ chiếm 20 năm trên tổng số 50 câu đấy từ vựng và đọc hiểu nhé ngữ pháp chiếm 25 năm câu và từ vựng đọc hiểu chiếm hai năm câu nghĩa là chúng ta sẽ chỉ cần học cái nền tảng uh, ngữ pháp từ vựng đọc hiểu là mình đã nắm chắc được cái kiến thức rồi còn tổng ôn và luyện đề thì nó sẽ là kỹ năng nhớ chưa kỹ năng nghĩa là mình để phát triển thêm mình gian rũa làm sao để cho đúng còn muốn kỹ năng tốt thì phải là có kiến thức đã đấy, phải học hai cái khóa này đã rồi mình mới mới luyện được không thể đùng một phát chúng ta luyện đề được ngay đúng không ạ thì khóa này rất là đồ sộ này từ vựng và đọc hiểu mà thì những cái dạng câu hỏi từ vựng đọc hiểu là dạng câu hỏi để phân loại thí sinh đó, cho nên cái khóa này của cô cũng rất là đồ sộ luôn các bạn nhìn sách là đủ biết đó. thì khóa sẽ bao gồm 60 bài giảng lý thuyết chuyên đề từ vựng cộng với 10 năm video đọc hiểu chuyên đề uh, chuyên đề đọc hiểu nghĩa là chỉ video thôi là đã đến khoảng 60 đến đến 80 video rồi đúng không ạ bài tập cũng rất là nhiều và số buổi livestream lên tới 40 buổi livestream Sách ở đây chúng ta sẽ học kết hợp hai sách là từ vựng đọc hiểu tập 1 và từ vựng đọc hiểu tập 2. Nghĩa là khi các em mua khóa học thì các em sẽ được tặng sách luôn, nghĩa là sách đi kèm với khóa học luôn nhé. Thì đây chính là hai cuốn sách nó đồ sộ hơn so với lại à, khóa ngữ pháp chưa, đúng không? Nên là những cái chủ đề từ vựng mà mình được học. Thì đây cô sẽ nhóm những cái chủ đề chung, chủ đề gọi là to. Các em nhớ chưa? Thì trong những cái chủ đề này nó có những các cái sub topic. Đó, có các cái sub topic và các cái sub topic thì được cô lấy ở trong sách giáo khoa thôi từ lớp 10 cho tới lớp 12. Đó, các bạn nhìn thấy là tổng cộng thì chỉ có khoảng là 13 chủ đề chính, 13 từ chủ đề từ vựng chính thôi, nhưng mà các cái sub topic của các cái chủ đề này nó lên tới khoảng 50 người topic các em nhé. Và cái phần cấu tạo từ này, collocation, idiom, phrase verb, đồng trái nghĩa hay confusing words thì chúng ta cũng đều được học trong cái khóa từ vựng uh, từ vựng này và còn đọc hiểu nữa, đúng không? Ở đây cô quên cái phần đọc hiểu rồi. Nghĩa là và cái phần đọc hiểu thì chúng chúng ta sẽ học các cái kỹ năng đọc hiểu, đúng không? skimming, scanning, paraphrasing. Đó là chúng ta luyện đọc hàng ngày. Sau khi các bạn đã học xong ngữ pháp, từ vựng đọc hiểu thì chúng ta sẽ vào giai đoạn tổng ôn, dự kiến khóa tổng ôn sẽ bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 10, hoặc là có thể là cô sẽ dạy xen kẽ nếu như khóa từ vựng đọc hiểu kiến thức nó nhiều ấy thì cô sẽ dạy xen kẽ giữa từ vựng đọc hiểu hoặc là tổng và tổng ôn nữa nghĩa là mình sẽ xen kẽ hai khóa này cùng một lúc à, thì trong cái khóa tổng ôn này thực ra đã là tổng ôn là mình tổng ôn tất cả các dạng kiến thức về ngữ pháp từ vựng đọc hiểu em nhớ chưa thì những cái cái phần kiến thức mà ở trong cái khóa chuyên đề mình bị bỏ lỡ mình chưa vững thì sang cái khóa tổng ôn này là một cái cơ hội để giúp chúng ta củng cố và cuối cùng thì chúng ta sẽ tập trung vào khóa luyện đề các em thấy có một cái điểm khác điểm rất là đặc trưng trong các khóa của cô ấy, có nghĩa là mình sẽ không tách biệt quá. Ví dụ là khi mà mình luyện đề không phải là ngày nào mình cũng luyện đề. Nghĩa là cô vẫn cho tổng ôn nữa. Nghĩa là không phải cứ luyện đề tổng ôn là không luyện đề. Nghĩa là thi thẳng cô vẫn cho luyện đề và tổng ôn và luyện đề vậy cô cũng sẽ cho tổng ôn. Nghĩa là vì mình chưa chắc kiến thức thì mình không thể luyện đề, không thể ngày nào mình cũng luyện được. Nhưng mà ở cái khóa luyện đề thì tập trung trọng tâm chính là luyện đề đó thì, thì tổng ôn nó sẽ là ít thôi còn chủ yếu là mình nguyện đề nhé dự kiến khai giảng vào tháng 1 uh, 2021 và cái điểm khác biệt của khóa học ấy thì như các bạn thấy cô có chia sẻ nghĩa là mình sẽ học kết hợp vừa livestream đúng không? sách và video là thông thường cái khóa livestream thì các bạn chỉ kết hợp khoảng livestream là cùng lắm có sách thôi nhưng mà cái điểm khác biệt lớn nhất ở đây chính là có cái video nó video lý thuyết thì sẽ cô nghĩ là sẽ giúp các em tăng 200% khả năng tiếp thu kiến thức và các bài giảng được biên soạn theo phương pháp bổ trợ kép tại sao gọi là bổ trợ kép bổ trợ kép ở đây nghĩa là các bạn đã học rồi và chúng ta sẽ học cối sẽ là uh, những cái sẽ được cô nhắc đi nhắc lại để cho các em nhớ chung phải là bài nào cũng là kiến thức kiến thức mới các em nhớ chưa uh, để chúng ta nắm chắc kiến thức và khi tham gia khóa học thì các em sẽ được các cái quyền lợi như là vào nhóm kín học tập này xem video bài giảng trên website Viscool và hoàn toàn có thể xem lại bài giảng và bài tập bài tập từ hệ thống học tập online và hệ thống bài tập rất chắn là sẽ rất đa dạng rồi chuyên sâu và có trợ giảng kết hợp cùng với cô để giải đáp các thắc mắc của các em nữa uh, cam kết sau khóa học sau khóa học ở đây có một cái cam kết để giúp các bạn yên tâm nghĩa là chúng ta sẽ được học lại miễn phí nếu đầu ra không đạt yêu cầu với điều kiện là các em uh, phải tham gia học và làm bài tập là, uh, tham gia học live cùng với cô và làm bài tập đầy đủ vì cô biết là uh, và đã trải qua rồi nghĩa là có một số bạn vì vấn đề uh, sức khỏe chẳng hạn các em không không tham gia được đầy đủ thì uh, khi mà cô mở thêm khóa các em có thể tham gia lại mở thêm khóa có thể là trong một năm cô sẽ uh, không phải là chỉ có một lộ trình như vậy đâu ví dụ như là khóa từ vựng đọc hiểu có thể cô sẽ mở hai khóa Đấy hai khóa từ vựng đọc hiểu còn những cái bạn đăng ký full lộ trình rồi đấy thì các em có thể uh, học được hết nhé cứ đến khi nào các em thi xong đại học thì thôi và phần cuối cùng là phần uh, giải đáp thắc mắc thì uh, các em có cái câu hỏi gì các bạn có thể comment ngay bên dưới cái video này nhắn comment ngay bên dưới cái video này để cô có thể uh, phản hồi lại cái ý kiến của các bạn